Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay vũ ạc chơi lớn rồi nè, mình sẽ vào lậu nha. Thì chú ạc chơi lớn hôm nay tính nạp với quỷ. Thì hôm nay nạp với quỷ quỷ thứ tư thì phải, đúng rồi. Để coi lấy vàng hết vàng này ra đập đá nha. Chơi hết đập đá luôn nha anh em, đập đá sạch xanh xanh luôn nha. Đập mà không còn một cái giống gì trong đây luôn, đủ được 500k vàng. Rồi ok. Sau đó mình sẽ nhận thêm cái này nữa. Ok, xóa thư đi. Hình như là nãy mình có nạp luôn cái gói thẻ từng đó anh em, còn cái quà kia mình chưa kịp nhập nữa nè. Ok, anh em đợi chút xíu nha, mình ra mình nhập cái quà cái nữa. Nạp trăm mấy tệ nè. Nó sẽ được cái gì đây? Ok, mình sẽ ra mình nhận quà, anh em đợi chút xíu nha. 21 S21 rồi anh em, ngày này S21. Đó, chiều tôi mới cày mây cung chổng xong, đậu xanh nó ổng chưa đập đá không đã. Ông nói bây giờ là tôi ổng đen lắm rồi. Cho nên là bây giờ ổng kêu tôi thử nhân phẩm coi như thế nào. Coi tôi nhân phẩm của tôi với nhân phẩm của ổng coi nó khác biệt không. Ổng đập thiện lắm, mình vô mình test chết đá cho anh em xem. Ok, thì con ngạc này đã nạp được tới 1.000 tệ rồi, cho nên nhận được khá là nhiều thứ. Đây. 1.000 tệ là mình như lên tới 1.001 luôn rồi chứ, ngàn gì, 1.001 tệ luôn rồi nè, 1.001 gần 1.002 tệ rồi nè. Vô nhận khá là nhiều quà đây, phát một đó. Mà cái này là cái mốc ổng nạp trước đó nha, cho nên khá là nhiều đồ, có cả gương chí thánh lên nè đó, chí thánh hoặc là con gì đó khác cũng được, con nào muốn chọn gì là chọn. Này mốc 1.000 đây, 2 tướng kim đó, trời lớn và full đá luôn mà, rất là nhiều đồ trong này. Ok, sau khi mình nhận quà xong thì kệ nó đi, quà gì thì quà. Để con ngàn này có chí thánh chưa ta, để mình vô mình coi đồ giám của chí thánh chứ, mình lấy tướng luôn. Đồ giám có chí thánh, chí thánh chưa ta, có chí thánh rồi anh em ơi. Vậy là lấy con đi chung với tư ý á. Giờ chỉ còn đi lấy, tại vì con ngàn này nạp lẻ không phải nạp chẵn nha, nạp chẵn lẫn có tư ý lâu. Ông cũng có con đó vậy ta, cái con đi chung tư mỹ là con xương hoa thì phải đúng không, con này là xương hoa đúng không, này nè, chắc nghĩ là nó chứ không đâu. Mà coi bên vũ khí cho chắc kèo, cậu tướng kim ông lấy quyền hết luôn. Ông còn tư mỹ bình xương hoa chưa lấy, du cát chưa lấy, tôn sách chưa lấy, tôn kim chưa lấy. Ok, thì vô lấy được gì lấy thôi nha. Vô đây, hai tướng kim bỏ qua bên ha. Rồi trong này thì có con xương hoa chưa lấy thì đương nhiên mình phải lấy luôn xương hoa rồi nè. Rồi trong cái gương này là gương đồ cẩm nang ghép, đi đồ cú tiêu, xong cái đài Vĩnh Long rồi. Để mình coi lại cái dàn đá cho anh em xem nè. Ống đập đá cỡ này mà ra được 2 viên Mộc Phong, 1 viên Yển Phản. Rồi, nguyên cái vàng đá chỉ được 2 viên Mộc Phong, 1 viên Yển Phản. Bây giờ tôi sẽ đi vô tôi mua hết đá luôn, 550k vàng. Để tôi coi nước ông còn không cái đá. Nước còn cũng khá là nhiều anh em. Vô mình mua thêm phát, mỗi phát 20-20 cái còn như mình dồn vô đá hết ha. Vui à. Đồ bộ này hợp lý là hấp dẫn nè. Nước nè, mua 3 bình để đi. 2-3-4 bình để đi. Rồi, mua cho đủ 20 điều hết rồi, rồi mai tính luôn. 3 bình nữa đi. Đó, xong dưới này còn thêm 2 phát nữa thì phải 6 bình nữa đi. Mỗi lần mua 20 đi cho nó dễ tính rồi nè. Rồi cái này tới 6 mấy bình luôn mà. Rồi bây giờ tôi ngay chốc cái chỗ đá luôn nè, mua full nha, full là đập hết luôn à. Bây giờ ông cần đã thì quyết lắm mà, 166 viên anh em. Phê. Tôi dứt một phát một trăm mấy chục viên này thì thứ gì mà chịu nổi luôn đây nè. Đây nè, bây giờ chọn đá cái đã. Thì coi lại cái vàng đá của ông đã. Đây Mộc Phong thì có rồi, không cần phải tinh vệ hay Yển Phản có rồi, giờ cần hấp tinh nữa nè. Rồi mấy cái viên đá bút sắc thương đồ này kia là ông mở ra toàn mấy đá tàu lao không được không. Ok, mình sẽ tìm những cái viên đá nào mà không cần thiết mình gom lên bán cái đi. Mà bán chi sớm thôi, chút xíu mình bán mình mở cái nữa đúng không. Rồi giờ càng thị quyết lắm nè, 40 viên thị quyết, 40 viên đá thanh long, lộn 40 viên đá này,
Rồi. Rồi mình sẽ chơi mấy đá này không cần, không cần lắm nè, cần đá này lắm nè. Đá này ra chi hồn nè. 40 viên đá này. Đó. Còn lại thì mình sẽ chia ra mấy viên đá kia không cần lắm á. Cho nên mình lấy mỗi loại 20 thôi. Một phong thì có rồi. Một phong rồi có cặn thêm viên kia nữa thôi, mở thêm 10 viên cho nó lên đi. Rồi còn cái cuối cùng 16 viên cho ông nội nhỏ chu tước này. Ok, bắt đầu anh em mình chơi nè. Chơi khô máu luôn nè. Mở cho nó bớt chống bớt kìa. Nó tới nhân phẩm đâu bảy bả. 250 gương này mở luôn. Có món đỏ là tới công việc luôn á. Tài nó đổ hai món phá quân anh em ơi. 5 gương này chắc dễ gì đổ ha. Chơi gì trước giờ ta? Làm sương sương viên chu tước cái test nhân phẩm nha. Rồi, tím tím ngắt luôn rồi đó. Cho mày thêm 5 viên nữa coi sao. Ê ê ê. Thật là trời liệu. Tôi mở đá là auto liệu luôn, ông này dám tin nhân phẩm của tôi, ông muốn liệu. Thanh Long cái gì? Quyền Vũ gì? Hấp tinh ngăn xương. Đó, 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 tôi nói với mèo. Yển phản nữa, what the fuck? Mở cái yển phản, 10 viên đầu tiên cái yển phản luôn, quải cả nồi vậy. Không thể tin được. Nhân phẩm mình cũng được á chứ. Thủy quyết. Đó, đó, đó. Cái quần què gì vậy? Ừ, mở phát nào cũng lên tivi là đẹp anh em. Wow, hai chiếc máy bay. Mấy cái viên này là màu đỏ là đẹp nè, né tránh á. Thêm 10 viên nữa coi. Đó, 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 mấy ông nhìn đi. Mấy nó ra cái gì không mà trời. Tỷ quyết chi hồn đâu, chi hồn. Rồi, xong luôn. Tới công việc luôn, không lên tivi. Cái hàng chữ của nó chạy ngang là đem hiểu nó nổ đá rồi. Nổ, nổ nhỏ. Đâu. Cái gì đen vậy? Cái what the fuck, 10 viên tinh vệ. Quá vũ. Rồi xong luôn. Ê, ra quá vũ thiệt kìa. Không nha, không nghe, vừa được viên quá vũ anh em. Vừa được viên quá vũ xong. Chắc chắn có một chút xíu vô lấp. Đậu xanh mày tưởng đen hoài chứ hả. Càng viên quá vũ tại có một phong rồi. Combo một phong quá vũ là đẹp. Trời. Ngăn xương hấp tinh. Chiếc máy bay cũng được. Cái nữa coi. Ngăn xương hấp tinh 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 tinh. Cũng được anh em, giảm PVP, cái viên giảm PVP này cũng ngon nè. Được được. Rồi, 10 viên này cái nữa coi ra gì không? Cái viên này thật sự mình không cần nó nổ luôn á, nhưng mà nó vẫn nổ mà, PVP ngon nữa nè. Rồi, kim viên chi hồn cái nơi. Chi hồn ơi tao lại mày. Chi hồn. Chi hồn, chi hồn để pháp rồi, xong luôn. Mấy mở mấy viên đá này sao nó không gạt cái gì luôn anh em? Nó không nổ màu đỏ luôn. Mới thấy chi hồn. Cái viên này mỗi 40 viên đúng một viên đỏ, ảo không? Mang thấy ảo chưa? 10 viên này nữa coi sao. Ờ cũng được. Cái viên này cũng tạm ổn, tạm ổn. Nói chung là cái giày với cái áo á, là cái chiếc giày với cái lại cái nón á, hai món đó thì nói chung là nó có đá bình thường là được anh em, nói chung là mấy cái viên kia nó không quan trọng. Nó không quan trọng lắm á, thầy mình cho là một nộ là nhiều lắm rồi. Cái viên thị quyết này khó quá nè. Cái cuối cùng nè. Quyết thị. Đậu mẹ mày cho cái quần què gì vậy? Cái viên gì vậy trời? Cái viên này là viên quần què gì? 10% viên linh tê hay gì đó anh em. Phải viên linh tê không ta? Ở bên này nó có một cái viên đá mới nha. Tôi tiết lộ cho anh em là có một viên đá mới. Nhưng mà cái viên đá nó không có trong cái phần đồ giám luôn. Cái viên đá nó rất là ngon. Nó mạnh hơn thị quyết nữa, nó mạnh hơn cả cái viên nó mạnh hơn cả viên vô quý nữa đó. Có cái viên đó, viên đá là gọi là viên đá ngầm, nó không có trong bản ấy luôn, không có bên bản Việt luôn, không có ông nào mở được, không biết viên đá từ đâu à, hành tinh nào rớt xuống thì tôi không biết, có một ông được cái viên đá vậy đó. Thì trời ơi đen anh em ơi. Thôi mình vô mình tổng kết lại có đá mình được những cái gì. Vẫn còn thiếu viên thị quyết cây nha. Trời ơi, trời ơi, xài cái gì trong này đem xài tâm lâm tà la chứ. Tại viên này luôn nè. Có viên này, viên này. Viên này phải viên thị quyết không trời? Khoan nha anh em. Không phải viên thị quyết viên kia kìa. Khoan, cái tôi nhớ không lầm là cái hình nó gì nè. Cái hình của nó là gì nè.
À, để tôi coi coi. Đá, 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 ngồi đá nằm dưới đá. Đây, cái viên thị huyết đây nè. Đây là cái viên thị huyết nè. Rồi à, đây là cái viên ấy nè anh em. Cái viên này nè, có luôn trong đồ giám nè, viên đá mới nè, có trong đồ giám nè, viên đá này chưa mở ra nè, viên đá này ngon dữ lắm nè, viên này ngon vãi nồi luôn. Cái này đánh theo phần trăm người giáp á, cho nên là cái viên này mà về sau mà quýnh ngon hơn cả thầy quyết luôn. Giờ có đồ giám nè, bà hổm chưa cập nhật, bữa nay cập nhật rồi, bữa nay là cập nhật lên đồ giám nè, viên đá để đá đánh phần trăm người giáp, còn cái viên thị huyết là đánh phần trăm máu đúng không, còn cái viên này thì đánh người giáp càng cao đam càng cao, thằng nào có ngự giáp nó gây thêm 36% đam nó. Thì mình thấy xài combo thị huyết với lại viên mới này nó ngon hơn là xài cái viên vũ quý này đó. Bởi vì không có thì phải chịu thôi. Còn yển phản bây giờ hai ba viên một lượt đậu xanh cũng được, đi cho thằng phi hay đổng nguyên xài bậy cũng được. Cho thằng phi xài đại đi anh em, bây giờ đang dư nó làm gì giờ, thôi quan đâm chính mình cứ đã. Qua đâm chính mình gắn hết đi ha, coi thiếu dư gì mình đập tiếp. Hôm nay em xài bút bút sát thương, hai viên bút sát thương, một viên bạo bạo chi võ thánh mà bạo cái gì mà bây giờ cũng không có viên nào để ngon hơn cái viên đó nữa hết. À, đây đây có viên BBB nè, thế vô rồi hợp lý rồi. Cáo này thì cũng có thằng luyện được đâu, mà thằng luyện giảm BBB hả, giảm BBB chi. Ủa, cái này là như là giảm sát thương, giảm sát thương thì mình sẽ xài cái viên giảm PVP ngon hơn nè, là hai khiên với một chiếc máy bay là đẹp rồi. Còn cái viên này hai viên giảm PVP là quá đẹp rồi, còn xài thêm chiếc máy bay nữa giảm sát thương cái nữa. Rồi có viên đá này là đẹp rồi đó. Còn này thì đây mình chơi gì vậy ta, cái viên này nó có hai viên tỷ lệ chính xác đâu ta, hay viên tỷ lệ chính xác khó kiếm quá mấy ông. Con này rồi mở không ra rồi. Bảo vật, bảo vật thì thường thường ông nội này ông sao ông xài bảo vật kỳ ta. Rồi giờ này ông còn xài bảo vật kim với hạn đỏ với hạn kim nữa mà bảo sao. Ông này ông khổ tới cái mức độ mà không có bảo vật luôn mà toàn quá toàn. Trời ơi còn chưa thằng liền cái bảo vật nữa trời, chưa thằng lấy bảo vật sao dục được viên kia vô anh em. Đâu rồi viên đá, giờ cái viên đá này mở ra thì mới xài được, không mở ra sao xài. Rồi nãy mở ra cũng nãy mình mở bên trái không mà, đây bên trái ông toàn đá tím cho ông viên tỷ lệ bảo kích tím. Nay cũng không nổ được cái viên nào thiệt, hồi nãy mở đá giờ dồn vô hết mở chi hồn nha, đậu xanh đó sử dụng hết mở chi hồn phát cảm nè. Cái đá này, đá này đá gì cho nó xài đại nó đi, đây nè cho mày xài luôn đây nè, chứ giờ dư để làm gì đâu mà. Chiếc máy bay nè gắn vô luôn nè, đá nào đỏ đỏ thì xài hết đi. Đây viên này viên chỉ thì chính xác là phải viên đỏ mới được. Thôi bây giờ mình tháo bà nó mấy cái viên cam ra hết đi, chứ để viên cam vô đây chi đúng không, nên xài đá cam nữa trời, tỷ lệ chính xác quần què gì đá cam mà cũng xài nữa, tiếc cái gì ngộ đá cam đá bọng gì ra chỗ khác chơi giảm một chiến kệ nữa, đá tím cũng xài nữa ha. Trời ơi thôi em này nghiện đá nặng, hôm nay đập đá dữ lắm thiệt, thì người đập đá nghiện dữ lắm, viên đá cam cũng không tha nữa. Tôi suốt đời là tôi xài mấy viên đá cam với đá tím nữa, không nữa thiệt luôn á, uy tín với mấy ông luôn, không bao giờ xài đá cam đá tím, đá cam đá tím định đập bỏ đi mua đá mới xài, không phải sang chảnh gì mà mình xài cái gì đó mình phải xài cho nó chuẩn luôn, mốt mình khỏi đổi bên này thì tiếng của nó là mình dịch khó khăn rồi, rồi đổi tới đổi lui cho nó mệt ha. Ok xong, thằng nào còn xài đá cam nữa nói tao nghe coi. Đây rồi mày, con võ thánh này mày xài đá cam là mày sai rồi, đi chỗ khác chơi mày. Nó tăng được miếng đam á, nhưng mà nó không mạnh. Ok bây giờ mình ra bán đá làm cái nữa nha, cái này là cái ấy mà tôi lộn lộn qua nó hoài biết. Đây rồi hồi nãy tôi mở biết bao nhiêu gì đá tím trời, tôi bán một phát tôi mở một đống nữa quá bộn anh em, bộn 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 bạc một 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 một
Trời ơi là tài 13.000, 17.000 má ơi, 20, 21.000, trời ơi 25.000 rồi, đã lên tới 32.000 lần chục viên đó nên 32.000 rồi chục viên. Ở nhiều dữ như đây nè, trời ơi là trời. Chuột bấm không kịp luôn, đá nó nhiều cỡ này nè, mở tô đá cam không chết luôn rồi. Tôi cay cái vụ mà đá chi hồn hồi nãy không ra viên đỏ. Cái viên đá trúc long á. Cây nó phải nổi, viên đá này thì ngon nè, bữa nay mở được một siêu phẩm nè. Ủa? Viên này giống viên nổ tiết phong không anh em? Không 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 không. Nổ tiết phong không phải vậy. Viên đó hình như là giảm cái gì đó. Nổ tiết phong nằm ở cái nón á anh em. Rồi đẹp. Giờ kiếm mấy viên bạo kích dữ liệu ra bán bớt đi. Hạt này không có xài liệu đâu, bạo kích nè. Nội nhỏ là bạo kích dữ liệu bán bớt bây giờ chưa xài bút được đâu, sau này có gì thì mua đập tiếp. Liệu nè, liệu quần què liệu lắm. Ok xong. Tôi mua chắc khoảng 30 viên quá, trúc long không đó, tôi dồn hết trúc long cho mấy con 100% công lực. Bà mẹ mày trúc long hồi nãy mày không nổ đúng không? Mọi 20, 30, 40, 49 viên nữa trời. 40, giờ gì vậy mua phát không còn một đồng luôn hả? Quýt, tính hay nha. 49 viên trúc long, bà mẹ mày mày không nổ thì tao kêu bằng sư phụ tao đó. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nổ không? Trời ơi, cái gì trúc long này ám ông nội mẹ ơi. What the fuck? Bay. Mà tưởng không nổ đã đỏ chứ. Nữa bạo nữa mới bán cái chạc ông nội ơi. Bạo nữa đi, kêu bằng sư phụ tao đó. Trời ơi, viên diệm anh em, nội diệm. Rồi bạo thiệt, cái này tỷ lệ bạo, cái kia tỷ lệ bạo, cái này là sát thương bạo, bà mẹ nó hay thiệt. Bạo đi kêu mừng sư phụ tao liền á. Cái này không phải bạo anh em, hay bút sát thương. Bởi vì cuối cùng, chi hồn ơi, chi hồn ơi, ba la si bua bua, rồi bùa dữ lắm chưa. Thôi thôi con ngạc này ám khí thiệt chứ, nó ám tới nỗi mà cái mức độ mà nó siêu kinh khủng. À, nó chơi cái gì mà cái viên đá mà cái viên đá gì mà nó ra cái gì cái quần què gì ngộ thôi vậy cũng được. Bút sát thương đâu rồi, cho em xài viên bút sát thương 16%, 18% nè. Cái này là sát thương bạo kích 18%, cái này là viên công thôi. Rồi mới có một viên nộ diệm này xong giờ nó ra viên. Ủa mình đang xài viên gì, cái gì đây, rồi mình cái viên này là viên gì, hình như là mấy cái viên này là mấy cho con bút xài thì phải nhá, mấy con bút xài nó có tác dụng cho con phi nó xài ngon hơn, phi xài một phong. Đấy con phi nó xài một phong nghe mà. Ủa lộn, cái này bên trái mà bên phải này, bên phải nè. Rồi sát thương bạo kích nè. Không thể tin được. Rồi ok xong. Rồi có ngày nè, ở tại S21 để tôi quýnh lộn thử với tôi, quýnh lại tôi không nha. Hạt tôi không có trên bảng xếp hạng đâu anh em. Hạt tôi là nó chỉ có nằm ở trong cái bảng cấp này thôi. Hình như bữa nay nó lết ra khỏi cấp đây rồi. Quýnh lộn với tôi thử nha. À, tôi chưa chơi đá đâu nghe không, chưa chơi đá đâu, nhưng mà chấp ông này 400 triệu lực chiến coi ổn không, quýnh lộn lại không nha. À, tôi nạp ít hơn này, à, ông này nhiều lắm, nhưng mà để coi có phải nạp nhiều là ngon đâu anh em, phải biêu chuẩn như thế nào nữa kìa. Nó đủ đủ mới mạnh dữ bay ghê, bay đau quá rồi. Không, không, không được anh em. Hai dân cày sao chơi lại dân nạp rồi. Đúng một máu luôn rồi kìa. Ê! Cứu lại thôi. Ê, cứu tôi muốn thôi lại em này. Ừ, Tây Thi. No, no. No với tôi rồi. Đậu xanh của Tây Thi kích hoạt là lo mà rung rồi nè. Ê nè. Chưa nữa hả? Con Tây Thi nó kích hoạt là lo mà rung rồi nè. Ê nè. Chưa nữa, nó chưa quýnh được nữa hả? Đủ tay thi gì xó lẻ dữ ta. Tay thi gì xó lẻ dữ anh em. Thế nè. Kích hoạt tay thi nè.
Trời ơi là trời, con mạnh dữ vậy sao? Ôi thôi nha. Mạnh quá anh em. Con động nguyên nông dịch này mày sợ thương lắm thế, ba lần dữ vậy. Thua. Nói chung là tôi đầu hàng. Một thời gian sau đi ông sẽ biết. Một thời gian sau đi ông sẽ biết con ngạc BTBVN nó sẽ mạnh như thế nào nhá. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.